đường ven biển Novagua Hồ Tràm. Cái biệt thự đồi này thì bốn dãy này là nhìn thấy biển. Rồi nhìn lấp ló thôi. Những cái này là diện tích bao nhiêu? 8 x 20, 12 x 20, 25 có. Hầu hết là 8 x 20. Xây san sát nhau luôn. Đây hồ nó chạy quanh đây hả? Ngoài kia là chèo thuyền ở đằng sau này được đây. Mình chèo thông này nó đi ra nó cho luồn lách khắp các dãy nhà. Khu này xong rồi là ở luôn được rồi đấy. Đây là cái biệt thự đơn lập mà anh khai nhà đó. Đơn lập. Căn này là diện tích bao nhiêu đấy? 8x20 đây. Xe hơi đỗ đằng trước đây. Đỗ trước hay đỗ ngoài đường? Đây. Xe hơi đỗ chỗ này. Nói chung là đây xe hơi mình sẽ đỗ ở chỗ này. Ở đây là căn bên cạnh đúng không? Đây là hai cái. Đây là hai cái, hai căn gọi là song lập, mỗi một căn là có một cái màu khác nhau đấy, không căn nào giống căn nào đó. Đây 8x20 này, 8x20. Mình thăm phố một chút ha. Novagua Hồ Tràm. Rồi hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.